Lính sự kiện bánh quy và phá thành đánh với trại tâm thần còn mô ma thì sao nhỉ? Let's go! Một này. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari này. Có nhiều sếp bảo là anh ơi hãy lấy thử lính sự kiện con mini PK bánh quy này múc cái con ở trong trại tâm thần người chơi đơn đi. Vâng, vừa hay mình đang còn một loạt cái bản đồ mình chưa đánh. Vậy thì mình sẽ tấn công luôn các sếp nhé. Let's go nào. Trò đùa nghịch ngợm. Wow. Inferno nhiều tia rất nhiều các bạn God. Yo, yo. Oh my God, it's Skelly. What? Bắt Oh Cái này không thể thả từ từ được anh em ạ. Mà phải múc liên tội luôn. Yes. Băng kia, băng kia. Yeah. Cuồng nộ luôn. Tầm này là phải xài cuồng nộ rồi. Cân được. Tướng chúng ta đánh thoải mái. Tướng tướng chúng ta cân thoải mái. Từng này tướng thì ok hết. Đấy, easy. Bởi vì Roy Champion của chúng ta đã bật gồng đâu. Chờ Zeti nó vào bên này một chút xíu này. Đánh cái này thì không lo về thời gian. Vấn đề chỉ là quân thôi. Đầu tư cái đóng băng. Vứt thừa cái độc luôn. Lúc anh em tranh thủ thời gian này đang có lính sự kiện. Anh em cứ vào mà quất đi. Nhanh lên nhá. Sếp nào mà múc vé vàng, gói rẻ hay là những gói ưu đãi ở trong cửa hàng mà các sếp bị lỗ quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em hãy tham khảo ngay fanpage của mình với hơn 146.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗ quốc gia. Còn sếp nó tự nạp được rồi, anh em bấm vào chữ C góc trên bên phải màn hình. Anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn các sếp rất nhiều vì điều này nha. Còn bây giờ thì let's go. Titanic. Oh my God. Ở kìa băng. Xương ngoài đàn. Bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh nào em ơi. Có lẽ quản giáo của tớ phải bật gồng thôi ạ. Ok. Cái khoan chiến tranh. Xương. Máy bắn đá. Xương. Ok. PK đục tường đi em. Bây giờ tôi không thấy lính ở đâu cả. Thôi kệ quang độc vậy. Quang độc tùm lum tựa lừa thôi. Yên tâm. Rồi, bình tĩnh. Kiểu gì cũng thắng thôi mà. Ra quánh. Vô mẹ. Đúng rồi. Kinh đâu ấy? À, kinh ở dưới này. Máy bắn đá. Úp. Quên. Oh, come on. À, cái lều thợ xây. Trời ơi. Kinh khổng lồ, let's go. Tớ lại sợ bạn quá. Anh em, múc nó. Roy Champion, ôi lắm xương thật sự. Ui, kinh tôi to như con voi và đang cố gắng quyết. Đúng rồi, này thì múc với chúng tôi này. Nhiều xương kinh khủng khiếp, nhưng chúng ta vẫn giành được 3 sao từ các sếp ơi. Tấn công lửa lạnh nào các sếp. Wow. Bốn đại bàng cơ. Yo. Oh, quên. Mình hình như mình thả con Roy Champion vào hơi sớm không ạ? Bị đại bàng đã không ạ? Bật gồng cho anh em chạy lên nào. Inferno một tiếng đang đốt.
Không có, không sao, không sao, không sao, tất cả bình tĩnh. Tất cả xông pha mạnh mẽ lên ạ. Độc dược ở cánh bên kia. Inferno một tia. Đúng rồi, mình đang chưa muốn bung cuồng nộ nhưng mà thôi xài thôi. Oh boy. Gông kinh to như con voi. Gông kinh to như con voi nào. Đúng rồi, cánh bên này gông Queen Roy Champion. Đúng rồi, yes. Ok, xong 3 sao lửa lạnh. Không lối thoát. Wow. Hình như bên nào nó cũng như nhau rồi các sếp ạ. Ok, let's go. Let's go, let's Oh boy. Come on. Được rồi, tớ hiểu bạn rồi. Tớ hiểu bạn rồi, vô đi anh em. Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Bật gồng quản giáo này. Đóng băng này. Không sao hết. Đóng băng này. Ok. Ok. Bật gồng Queen này, Inferno một tia không bắt được này. Ok, bật gồng King này. Ok, mini PK phá xoáy bên ngoài này này. Rồi, đúng rồi. Được độc dược ra ở góc bên kia và bật Royal Champion giao bánh. Sai. Nó lại tuyệt vời và máy khoan chiến tranh của ta đừng có bùng tiết kiệm máy khoan chiến tranh hay quá. Và như vậy lại 3 sao tiếp không lối thoát rồi anh em ơi. Con đường dẫn đến đau khổ. Con gì ở trong kia tôi không biết. Nhưng mà điều chúng ta quan trọng là cần phải vào đây để múc trước. Ok. Oh my god, xương. Xương xương xương. Ok. Ấy cầm giáo kia. Sếp đùa em à. Mấy khoan chiến tranh. Electro Titan mà chắc chắn nó phải sử dụng em này rồi. Đầu tư cái này này. Đầu tư cái này này. Em Royal bên này này. Phá tường này. Ok. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Bom đôi là phải bật gồng quản giáo cứu cái đã. Tớ chưa biết cứu cái gì nhưng mà cứ phải cần thiết là phải giảm áp lực cái đã. Ok my man. Đúng rồi, bình tĩnh. Up. Oh boy. Tesla. Tesla. Không dùng lính hội thành nào, không sử dụng lính hội thành nào các sếp. Let's go. Tesla có vào, em mới vào quay. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi champion vẫn đang còn, máy khoan chiến tranh vẫn đang khỏe đúng không? Chúng ta sẽ xài một em đóng băng ở đây. Ba mini PK, piu piu piu, gồng kinh queen quần giáo các kiểu vào để lụm luôn ạ. À. Bay màu hết đi. Yes, và chúng ta không sử dụng lính hội thành. Yo, con đường dẫn đến đau khổ quá xa. Mẹo của tớ khi đánh cái này là các bạn hãy nên sử dụng cho tớ một thuốc này. Kèm với cả là làm thêm trò chơi hội ở bên căn cứ thợ xây. Đấy, tức là trong lúc mà anh em chờ sản xuất lính này là các bạn vừa làm được trò chơi hội và các bạn lại có thêm điểm cũng như là để lại một thợ xây để mà nâng tường các bạn. Đấy. Hợp lý không? Tớ lại nâng tường thôi. Anh em ạ, à, tuyệt vời với cái mẹo này nha. Thành phố của những thợ xây. Ô, cái gì gì thế này? Sao mà lúc nhúc thợ xây vậy ta? Ok, let's go. Tớ không biết có cái gì ở đây nhưng mà không biết có cản phá được không. Oh my god. Oh boy. Đại bàng nó bắn cho tung tóe không ạ? À thôi không sao, không sao, không sao. Bịt đại bàng anh em. Chúng ta bịt đại bàng là được mà. Ok. Bắn ở đâu thì bịt ở đó. Bật gông quản giáo, bật gông kinh luôn. Rồi, yên tâm. Mình có nhìn nhầm không ta? Nó hoa hoa cả mắt. Bịt máy bắn đá. Bịt Inferno này. Rồi, vào đi em. Độc dược này. Úi giời, bịt đại bàng Inferno một tia này. Yeah. Ôi. Quẩy hết đi các bạn ạ. À. Vâng, cái này chúng tớ múc được.
Có gì đâu mà. Rồi, King đang cố gắng ủn bên kia. Chúng ta còn Roy Champion với cả Queen. Có một vấn đề đó chính là rất nhiều xương anh em ạ. Mà không sao đâu. Kiểu gì là các bạn cũng phải đối mặt với những chuyện như thế này thôi mà. Rồi, ô, boy, gồng Queen sớm đi ạ. Rồi, nó bắt. Có lẽ phải mang thêm xương ở trong trận đánh này thôi. Rồi champion đâu? Oh my god. Xương nhiều quá nhỉ. Đứng đấy. Rồi champion có quả tàng hình. Vấn đề là Inferno một tia cánh bên này này. Còn giá bị Inferno một tia nó bế đi. Giao bánh. Ô Queen vẫn sống không ạ? Thế thì ba sao rồi? Yes. Hoàn hảo. Pháo đai đá. Ok. Cứ đại bàng mà dạ. Xoắn gì? Oh my god, xoắn phết. Tesla không ạ? Oh boy. Pháo đai đá bịt lại. Cái này nhìn có vẻ đơn giản mà. Đội quân chúng ta vào rẹt rẹt luôn. Bịt pháo này đá lại tắt điện gì. Múc bên này này. Múc bên này này. Cho bật gồng quản giáo tí nào. Xương à, xoắn gì. Đúng rồi. Múc tiếp. Bịt bên này lại. Bịt tiếp ạ. À. Đúng rồi. Oh boy. Bịt hai cái pháo này đá lại. Let's go. Cho mini PK vào phá bom trước anh em ạ. Gồng King Queen và giao bánh thôi. Sời hoàn hảo. Yes. Cơn đau đầu dữ dội. What? Ok, mình biết rồi. Ok, rồi champion máy khoan luôn. Đại bàng, Inferno, X-Bow không đáng kể các bạn. X-Bow tầm này không đáng kể đâu. Bật gồng quản giáo này. Cái này có khi còn dễ hơn mấy cái kia đấy. Bịt này. Bịt này. À, Tesla tôi vào bên đây luôn ạ. Đấy, tôi biết mà. Cái này có khi còn dễ hơn mấy cái kia. Yên tâm. Yeah, come on. Yes, come on. Ok, gồng King Queen quản giáo và bật cái xương ở đây sẽ cái độc ở đây xem có gì không. Oh my god, quảng trường độc dược. Oh. Yo. Quảng trường độc dược thì chúng ta cứ bịt cái độc dược trước đã. Rồi chuyện gì nữa thì nó tính sau các bạn. Nhưng mà phải liên tiếp đóng băng vào. King Queen, quản giáo, bánh quy, máy khoan. Cứ độc dược là chúng ta bịt liên tục. Mà mình nghĩ là Roy Champion một bên đấy. Đóng băng tiếp này. Cánh bên kia tớ đã quyết định bật gồng quản giáo để cho nó chạy qua cái chỗ độc đã. Tiếp tục đóng băng, tiếp tục đóng băng. Cánh bên hông. Ok, tiếp tục đóng băng cánh bên kia. Và tớ nghĩ là sẽ xài mình cuồng nộ một chút xíu. Rồi, bên này còn một cái đóng băng nữa. Oh my god. Quảng trường độc dược. Rồi champion đâu rồi? Bật giao bánh thôi. Bật gồng kinh luôn. Yeah. Vâng, bên này còn Queen đấy ạ. Gồng Queen nốt. Rồi, kết quả sẽ ra sao? Đã phá được. Rồi, tiếp tục vẫn còn đồ chơi. Inferno một tia, à, nhiều tia bên kia đang đốt. Và vị trí của chúng ta là còn King và Phượng Hoàng. Yeah. Vâng, King sẽ ăn được thôi. Vâng, đừng có đấm tường nha. Mini PK.
Ô, cẩn thận cái tháp Đồng Dược nó chạy, nhanh lên. Vâng, tớ tin bạn sẽ làm được. Ok, let's go, let's go. Mini P.E.K.K.A. Yeah. Bà sao tiếp anh em ơi? Mối đe dọa vô hình. Á chả vô hình, tức là có tàng hình. Rồi. Yo. Tấn công từ ngang hông. King Queen quản giáo. Phá tường. Máy khoan. Tàng hình thì chúng ta bịt cái tàng hình lại đúng không? Ok. Và champion đi một bên đấy. Đầu tư cái tàng hình lại. Bật gồng quản giáo ấy. Chỗ nào tàng hình thì bịt nó lại. Có gì đâu mày. Sời tuyệt vời. Cái gì? Bạn bung về ai thế? Cho bình cuồng nộ bên này này. Xương à? Đâu? Lều thợ xây này. Mini PK bên đây này. Ấy giời. Rồi, cứ quạt vào mấy cái kho thôi. Và đóng băng trụ quy giáp bật gồng King Queen đoàn giả. Ui, sợi. Cái này nó còn nhanh hơn mấy cái kia nữa. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trại tâm thần Mô Ma thôi anh em ơi. Let's go. Quá chiến rồi chứ còn gì nữa. Em xin nhẹ nhá. Yo. Hãy đến với cánh cửa cuối cùng nào các sếp ơi. Đây. Tấn công nào để xem mini PK vụt nhá. Trại tâm thần Mô Ma, let's go. Để xem. Oh my god, 2 triệu rưỡi. Bên nào cũng có độc dược, nhưng mà có lẽ chúng ta cần phải tấn công hướng đại bàng trước và bắt buộc tấn công từ phía dưới này nữa cơ ạ. Oh boy. Oh boy. Ok. Úp úp. Úp úp. Yo 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 yo. Đóng băng nó lại đã. Đóng băng nó lại đã. Bật gông quản giáo. Yes. Inferno nhiều tia. Bịt cái độc dược và cái kia lại. Vẫn đang còn mini PK. Oh boy. Bịt bịt nó lại. Pháo đây đá ư? No, xương này có xương luôn ạ. À. Mini PK ô ạt vào đi em ơi. Rồi champion. Kiểu gì chả win. Yo yo yo. Bên này kinh chưa gồng đâu mà. Máy khoan chiến tranh vẫn đang còn khỏe. Tớ chỉ sợ cái chỗ trống ở đây là có bom với tớ. Thôi gồng kinh. Giant. Máy khoan chiến tranh đang đục vào chỗ ở giữa bất gông quy luôn để lung cho nó nhanh. Và như vậy là trại tâm thần Mô Ma chúng ta tiêu diệt xong. Ô, và bây giờ chúng ta sẽ cần phải thử nghiệm để anh em xem mini PK vụt với cả là con Mô Ma Super PK kia là như thế nào nhá. Ok, hoàn thành rồi. Và bây giờ test thôi nào. Ok, bây giờ chúng ta cần phải dụ con Mô Ma ra đã các sếp ạ. Yep. À. Ok. Ui rồi. Đầu tư cái băng này cho nó phá vào. Đây rồi, nó to như con voi rồi. Rồi rồi rồi, đi ra đây, ra đây. Ra đây chơi, ra đây chơi xem, ra đây. Ý ý. Rồi, phá thành, phá thành. Bị đốt, bị đốt. Đúng rồi. Rồi nó chỉ vụt rồi. Nó chỉ vụt phòng thủ thôi mà. Ồ. Nó to thật ông ạ. Quái vật khổng lồ. Đây đây đây, mời bạn lại đây chơi nào, mời bạn lại đây. Em này không chấp, đi ra đây cho nó dễ này. Rồi tôi phải quay lại màn hình để chụp ảnh cho nó nét. Rồi tôi sẽ thử một em trước nha. Một này. Hai. Ba này. Và như vậy là nó chịu được 3 hit và đây là hit thứ phải chém nhanh cơ. 4 hit. 4 hit là bắt được con PK này nha các sếp nha. Ô boy. Ờ, chúng ta đã có lời giải rồi đó anh em ạ. À.
Ôi nếu anh em nó thích video này của tớ, anh em cho lượt like, share, đăng ký kênh Ngàn Cân Tình Nghiêm Minh ủng hộ mình nha. Và anh em nào muốn làm gì nữa, comment ngay ý kiến của sếp ở phần bình luận phía dưới. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và bạn trong những video sắp tới nha. Anh em nào múc được gói thì anh em nhớ nhập mã Akari ủng hộ mình nha. Cảm ơn các sếp rất nhiều. Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ. Bye bye.